Mission Advent, một dự án với tầm nhìn cho tương lai. Một phong cách sống tiện nghi hiện đại, tọa lạc ngay trung tâm Maryland, một khu đô thị đang hình thành và phát triển đầy tiềm năng. Được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, nội thất hiện đại, chất lượng vượt thời gian, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Mission & Men với một vị trí đắc địa mang tính bước ngoặt. Cách khu trung tâm thành phố Parramatta 5 phút là thành phố Sydney thứ hai. Cách trạm tàu điện Maryland 350m. Đối diện căn hộ là trung tâm thương mại Sầm Quốc. 15 phút đến chợ Capramatta, khu chợ người Việt lớn nhất Sydney. Phố ẩm thực trước khu căn hộ sẽ hình thành trong tương lai gần. Hồ bơi, khu vực ăn uống ngoài trời, khu vườn trên sân thượng, phòng tập gym ngay tại căn hộ sẽ giúp bạn thư giãn sau mỗi ngày tất bật với công việc. Với nhiều tiện ích độc quyền cùng một mức giá ưu đãi vô cùng hợp lý sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho khách hàng đầu tư và nghỉ dưỡng. Mission & Men kiến tạo một cuộc sống phồn vinh.